Sư Đỗ Thanh Nhiên đến tham gia nhưng mà ông không có nêu ý kiến cá nhân cũng lên cái buổi hội luận rất là đặc biệt ngày hôm nay. Thì xin ông cho biết là sắp tới ông sẽ làm cái việc gì để mà bày tỏ cái suy nghĩ về cái vấn đề này ạ? Sắp tới tôi sẽ viết một bài vừa thuật lại cái phiên họp chiều hôm nay của Báo Người Việt, vừa nói lên những cảm nghĩ riêng của tôi. Cái cảm nghĩ quan trọng nhất là chúng ta đang đấu tranh cho dân chủ đa nguyên. Chúng ta phải hiểu biết rạch ròi thế nào là đa nguyên. Và đa nguyên ở đây không có nghĩa là trung lập giữa thiện và ác. Đa nguyên ở đây không có nghĩa trắng với đen trộn với nhau thành một. Đa nguyên ở đây phải là đa nguyên sinh hoạt trên căn bản lương hảo của người dân. Cho nên đa nguyên thì đa nguyên là đa ý kiến, đa tư tưởng. Nhưng mà đa ý kiến, đa tư tưởng đó phải là những tư tưởng, những ý kiến lương hảo. Chứ không phải là ý kiến lương hảo pha trộn với những tư tưởng mà trộm cướp, những tư tưởng trắng đen, và bảo như vậy là đa nguyên thì điều đó không được. Như vậy thì thưa ông Đỗ Thanh Nhiên, thì ông nghĩ sao về ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiển, nó có vẻ đối lập lại với ý kiến của ông Song Hào, tức là hai ý kiến hoàn toàn nó ngược nhau, ông có cho đó là đa nguyên hay không? Nếu đa nguyên về mặt chính trị hiện nay thì rõ ràng Đảng Cộng sản đã phạm quá nhiều tội ác đối với dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản đã bị dư luận ghi nhận là tàn ác với quần chúng và thấp hèn với ngoại bang, với giặc. Thì đó, Cộng sản không thể nào làm một nguyên trong sinh hoạt của dân chủ đa nguyên. Ông là một người luật sư và đồng thời ông có rất nhiều những bài viết để phê bình, bình luận nói chung. Thì trên diễn đàn nói chung của trang mạng thì rất nhiều những ý kiến phổ biến bên này hoặc bên khác. Trong trường hợp Báo Người Việt cũng phổ biến ý kiến của ông hoặc là ý kiến của những người khác, thì ông có cho rằng ông muốn lắng nghe những ý kiến khác lại với của ông hay không? Tôi lắng nghe mọi ý kiến, nhưng ý kiến nào binh vực cho tội ác thì tôi nghe và không chấp nhận. Và ông phản biện lại. Và ông cần một cái diễn đàn để mà đăng tải hai cái đó để cho ông có cơ hội phản biện lại hay không? Tôi nhắc lại, trong cái diễn đàn của sinh hoạt dân chủ đa nguyên không có chấp nhận những ngôn ngữ, những truyền bá của tội ác. Ai là người là có cái thẩm quyền để đánh giá bài này tốt hoặc là bài kia không tốt theo cái tiêu chuẩn nào, ông có thể cho biết? Ở đây nói về cái tiêu chuẩn để mà phân biệt thiện và ác trong dân chủ đa nguyên thì đây là một vấn đề rộng lớn và bao la, không thể trả lời một cách tóm tắt. Nhưng một cách tóm tắt thì Đảng Cộng sản đã gây quá nhiều tội ác đối với lịch sử Việt Nam, cho nên Đảng Cộng sản không thể nào được chấp nhận như một nguyên trong sinh hoạt dân chủ đa nguyên. Chúng ta nói về dân chủ và đa nguyên và nói về tự do rất nhiều, nhưng cái ý tưởng mà chúng tôi cho rằng nếu mà ngăn cản mỗi tiếng nói trong một xã hội như thế này thì có phần nào đi ngược lại với cái gọi là tự do ngôn luận hay không thưa ông? Tất cả các loại tự do đều phải có giới hạn của nó. Tự do của người này bị giới hạn của tự do những người xung quanh. Tự do truyền bá tư tưởng, nói cụ thể đi, tự do truyền bá tư tưởng cộng sản nó đụng chạm với quyền tự do sinh sống trong một xã hội tự do của những người nạn nhân của cộng sản. Cho nên cứ không phải là tự do là mình có thể truyền bá bất kỳ loại tư tưởng nào. Trong trường hợp Báo Người Việt là một cơ quan ngôn luận thì họ có nói rằng họ có thể tạo ra diễn đàn, nhưng đồng thời họ cũng bị phụ thuộc vào trong cái chính nghĩa quốc gia và những cái ý kiến của các hội đoàn chống cộng. Ông có nghĩ rằng họ đang ở một cái thế rất khó khăn để chọn lựa một cái thái độ nào, hay theo ông thì ý kiến Báo Người Việt nên chọn lựa thế độ nào? Tôi không nói rằng là tôi không đặt vấn đề chống cộng hay không chống cộng, nhưng mà tôi đặt vấn đề quyền lợi dân tộc. Thì trong rất nhiều thập niên vừa qua, Đảng Cộng sản đã có những hành động đi ngược lại với quyền lợi dân tộc. Vì vậy, Đảng Cộng sản cho đến bây giờ không xứng đáng để sinh hoạt dân chủ đa nguyên, để được truyền bá tư tưởng Cộng sản, để được tung hô Đảng Cộng sản. Cho đến chừng nào họ thực sự quay trở về với quyền lợi dân tộc, phụ quyền lợi dân tộc. Về mặt lý thuyết thì rất đúng, nhưng mà trong thực tế cộng đồng hiện nay rất là khó có thể phân biệt ai là cái người cộng sản, ai là người không.
và chúng ta thấy rằng cái sự giao thoa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó cũng rất là mạnh mẽ. Do đó cái vấn đề chụp mũ hoặc là không có phân định rõ đôi khi nó lại đi quá cái giới hạn, hoặc là mình không có đúng đắn trong cái về đánh giá một con người. Ông nghĩ sao tình trạng cộng đồng mình? Ồ, cái điều anh nói vừa rồi là đúng. Tuy nhiên có những lời lẽ, có những hành động quảng bá tư tưởng cộng sản, ủng hộ chế độ cộng sản như bài viết của anh Sơn Hào là sự kiện hiển nhiên không thể chấp nhận. Vâng. Và nếu câu hỏi cuối là trong cái tình hình này thì ông nghĩ rằng ông sẽ nếu phải góp ý với báo Người Việt để mà rút được kinh nghiệm thì ông sẽ đóng góp với họ như thế nào? Tôi tha thiết muốn đóng góp với báo Người Việt và đóng góp với tất cả các thành viên của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng ta cái điều khó khăn của người Việt tại Hoa Kỳ và người Việt hải ngoại, tức là chúng ta vừa phải quyết tâm loại trừ điều ác trong sinh hoạt chính trị, vừa phải tôn trọng dân chủ đa nguyên, và dĩ nhiên biên giới giữa thiện và ác nó không phải là dễ dàng mà phân biệt. Cho nên đó là điều mà trường hợp báo Người Việt và những hội đoàn khác đang gặp phải. Vâng, liên quan tới chúng tôi thì ông cũng có thời gian ông đã từng viết bài phê bình và tham gia cái việc chống báo Việt Weekly. Tuy nhiên là những người làm báo có cái tinh thần độc lập và tự do theo cái khuynh hướng báo chí của mình thì chúng tôi đi về Việt Nam tìm hiểu thông tin chính gốc chính nguồn. Theo ông, cái khuynh hướng đó ông có đồng ý hay là phản đối hay như tôi thế nào? Thứ nhất, tôi không phản đối sự việc người Việt hải ngoại về Việt Nam. Họ có thể về Việt Nam thăm gia đình, thậm chí họ có thể về Việt Nam để du lịch, bởi vì tôi thấy rằng dù gì đi nữa đó, người Việt ở hải ngoại vẫn còn duy trì cái bản chất văn hóa Việt Nam cao cấp hơn là văn hóa của người Việt ở trong nước sau nhiều thập niên bị thui chột bởi chế độ giáo dục xuống cấp. Giáo dục ở đây là giáo dục học đường và giáo dục xã hội như là báo chí, tuyên truyền. Và để nâng cao cái trình độ văn hóa, để nâng cao sinh hoạt văn hóa, để cho văn hóa Việt Nam về nguồn, đây là một công việc lớn cần một số người lớn làm. Mà số người lớn nào theo tôi có thể phần nào vực dậy cái văn hóa tốt đẹp của Việt Nam xưa chính là người Việt hải ngoại. Như vậy thì cái việc tiếp cận của các nhà báo, của các nhà giáo dục, của tất cả người dân đối với vấn đề Việt Nam hiện nay theo ông không có cái gì không có vấn đề, miễn là trình bày một cách trung thực đâu là tội ác, đâu là tay sai của Trung Quốc, đâu là quyền lợi dân tộc đang bị soi mòn. Cá nhân ông nếu có điều kiện, có cơ hội, ông có thể đối thoại hoặc là đi về Việt Nam để nhìn thấy mắt thấy nghe, sau đó trở về đây ông có những cái đánh giá nó chính xác hơn là chưa từng biết hoặc chưa từng thấy hay không? Có cần không? Có những trường hợp cần, có những trường hợp không cần. Cái này là một câu chuyện dài. Yeah. Nên là ví dụ như bây giờ vấn đề luật pháp, mình phê bình luật Việt Nam là luật rừng thì phải lấy ra từng bản án một luật rừng ở chỗ nào, hoặc là cái nguồn máy giáo dục của Việt Nam là nguồn máy giáo dục thoái hóa thì phải vô từng chương trình, phải vô từng môn học, chúng ta mới nói rõ ràng thiếu hóa ở điểm, thoái hóa ở điểm nào và làm thế nào để trở nên tiến hóa. Dạ, xin cảm ơn luật sư Đỗ Thế Nhiên. Okay, cảm ơn. Dạ.